Hello, xin chào cả nhà, cùng quay trở lại với em Lĩnh CBA Nam Định. Sau một thời gian hết hàng thì ngày hôm nay em Lĩnh lại tiếp tục cập bến về được những chiếc main công suất QSC RMX4050HD và RMX5050. Đó, thì đây là ba chiếc 4050HD và một chiếc 5050 cập bến về trong tình trạng là hàng đẹp và xuất sắc các bác nhé. Hàng đẹp xuất sắc đó. Và đây là em Lĩnh đã tháo sẵn ra một chiếc rồi. Tháo sẵn một chiếc 4050HD các bác nhé. Và bên trong các bác có thể nhìn thấy ngắm bên trong nội thất là nó như mới luôn. Đó. Chưa hề vệ sinh gì các bác nhé. Đó. Hàng vừa cập bến em Lĩnh cũng xếp lên đây và tháo ra giới thiệu cho các bác luôn. Đó. Vẫn còn những cái vẹt bụi này các bác này. Đó. Cái này thì em Lĩnh sẽ phủi qua đi thôi, là sẽ sạch sẽ thôi. Các bác nhìn như này là các bác biết rồi, những sản phẩm mà có thể nói rằng không thể mới hơn được nữa các bác nhá, rất mới rồi. Đó. Nói về dòng 4050HD và dòng 5050 thì thiết kế y xì phóc như nhau các bác nhá, chỉ khác nhau về công suất thôi. Và nói về 4050HD thì ở trở kháng 8 ohm sẽ đạt công suất là 800W trên một kênh. Đó, và 4 ohm thì sẽ ra là 1300W trên một kênh. Đó. Và chiếc 5050 này thì ở trở kháng 8 ohm sẽ đạt công suất là 1050W một kênh. Và ở trở kháng 4 ohm sẽ ra công suất là 1600W trên một kênh các bác nhé. Đó, những con số rất là khủng. Anh em chúng ta làm sao lựa chọn để chúng ta chơi với những đôi loa của chúng ta đang có, hoặc chúng ta ghép lên bộ dàn làm sao cho phù hợp đó nhé. Công suất của đẩy bao giờ cũng phải là khỏe hơn của loa. Đó. Và đây là em Lĩnh đang sở hữu được những chiếc rất là đẹp. Đó, tình trạng về em Lĩnh chưa vệ sinh các bác nhá, rất là đẹp này. Các bác có thể nhìn thấy những cái bụi ở cánh quạt này. Đó, chưa vệ sinh đâu. Ngày mai thì sẽ tháo ra và chỉ lau qua đi là sạch sẽ thôi. Tất cả rất là đẹp. Đó. Ở đây là những cổng vào này. Đó, và đây là những phím gạt tinh chỉnh các bác nhá. Đó, Site, Braille, rồi Mono. Đó. Ở đây là những ngõ ra loa và khít cắm nguồn. Đó, điện 220 các bác nhá. Đó. Tình trạng là rất đẹp. Và đương nhiên rồi, tất cả những sản phẩm của em Lĩnh thì luôn luôn cam kết với các bác là bao zin bao xịn 100% luôn các bác nhá. Đó, các bác có thể nhìn thấy những con trụ này phẳng đét đèn đẹp luôn nhá. Và đây là những cái dòng mà cao cấp nhất của dòng nguồn xuyến và cũng khủng nhất của dòng nguồn xuyến rồi. Đó, hai cái nguồn hai bên này to như hai cái đít nồi cơm điện luôn. Và con 5050 thì nó sẽ to hơn một chút nữa nha các bác nhá, vì công suất nó mạnh hơn. Còn tất cả bo mạch mọi thứ thiết kế là y xì phóc như nhau. Đó. Dòng này thì chạy rất là êm ái này, mượt mà, tiếng hay. Đặc biệt nếu mà các bác mà đánh với đánh súp nhá, đặc biệt các bác đánh với súp thì rất là phê luôn, rất phê luôn các bác ạ. Nếu các bác chơi một trong bộ dàn các bác dùng những con 3.4 này, QSC 3.4 hay là những con 4.0 hoặc là những con GX7 kia. Đó, QSC GX7 kia. Các bác đánh với loa full. Còn những chiếc 4050HD này hoặc là 5050 này các bác đánh súp cho em, đảm bảo với các bác rằng rất phê đó. Và đấy là những cái sự phối ghép, sự lựa chọn rất là đúng luôn các bác nhé. Dòng này thì nguồn xuyến nó đánh cái tiếng giải trầm, giải bát nó rất là sâu, đầm và chắc. Đó. Ok các bác nhá, và một video em Lĩnh lên giới thiệu cho các bác về ba sản phẩm 4050HD và một sản phẩm 5050. Đây là những chiếc main công suất đến từ
ở USA, đó là những thương hiệu nổi tiếng rồi. QSC và Cloud thì đó là hai thương hiệu nổi tiếng của Mỹ rồi các bác nhá. Các bác chỉ đi mua lựa chọn những sản phẩm đẹp, zin xịn và cửa hàng uy tín để các bác xuống tiền. Ok, bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ cho em Lĩnh hoặc kết nối Zalo, số điện thoại em sẽ ghi ở góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhé.